chọn lựa quan trọng hơn nỗ lực. Hôm nay Tài sẽ kể cho các anh chị hai câu chuyện mà Tài tin tưởng là thông qua hai câu chuyện này các anh chị sẽ bắt gặp rất là nhiều những cái câu chuyện ngoài kia cũng tương tự giống như câu chuyện mà Tài sắp kể cho các anh chị sau đây. Câu chuyện đầu tiên đó là một người chú mình cách đây gần 15 năm Tài có cơ hội làm việc ở tại Đắk Nông và Tài đã quen chú ấy. Thì chú ấy là một người miền Bắc vào trong Đắk Nông để lập nghiệp, cho nên là chú rất là quan trọng cái việc mà có được những cái mảnh đất để mình trồng trọt chăn nuôi để trang trải cuộc sống của mình. Vậy nên là chú đã dành dụm hết những cái khoản tiền mà chú đã tích lũy được ở ngoài quê và vào trong miền Nam này, cho nên là chú đã mua được một ít một vài mẫu đất ở tại Đắk Nông, bởi vì thời điểm đó đất đai thì rất là rẻ các anh chị. Và sau đó thì theo thời gian chú tích lũy và chú mở rộng cái vùng đất của mình trên những cái ngọn đồi và những cái nơi mà gần cái khu vực mà đất chú canh tác, thì chú mở rộng cái quy mô cái diện tích đất lên. Và cái thời điểm, từng cái thời điểm mà chú mua những cái mảnh đất này thì nó rất là rẻ các anh chị. Nhưng mà xung quanh hầu hết là những người, người ta không quan tâm về vấn đề là đất đai. Người ta cứ suy nghĩ tìm đến những cái công việc ở những cái thành phố lớn để người ta làm có được một cái thu nhập nó cao hơn, hoặc là có thể là dễ thăng quan tiến chức, hoặc là dễ để có những cái môi trường làm việc nó tốt hơn. Nhưng mà chú vẫn cặm cụi bởi vì chú suy nghĩ là sao đất đai là những cái sản phẩm mà nó không thể nào mà sinh ra thêm được. Cho nên là chú nghĩ là dù kinh tế xã hội có thay đổi như thế nào thì đất đai vẫn rất là quan trọng cho cái việc là sản xuất để tạo ra lương thực thực phẩm. Vậy nên là chú rất là chú trọng cái việc mà để giữ được cái đất và mở rộng cái diện tích đất mà mình có dựa trên rất là nhiều những cái phần mà tích lũy mình có được. Cứ bao nhiêu chú tích lũy được thì chú đều gom để đi mua đất. Và sau gần 15 năm sau mà bây giờ Tài gặp lại, thì các anh chị biết là những cái mảnh đất ngày xưa chú chỉ dùng có một vài chỉ vàng để có thể mua được. Nhưng bây giờ là có rất là nhiều người họ trả giá chú là hàng chục tỷ đồng để mới có thể sở hữu những mảnh đất như vậy. Và trong cái câu chuyện thì Tài hỏi chú tại sao thì chú lại giàu có như vậy. Thì đó là cái phần tâm sự mà chú đã chia sẻ với Tài, đó là chú đã để ý rất là sớm cái việc mà giữ và mua cái mảnh đất để có thể là với hy vọng là dù các xã hội có thay đổi như thế nào nhưng mà chú vẫn có đất đai để có thể sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi để có thể ổn định cuộc sống cho mình. Chứ chú không phải là người giỏi giang gì, không phải thông minh hoặc là xuất chúng để có thể sở hữu được một khối tài sản hàng chục tỷ đồng như hiện tại. Và cái câu chuyện thứ hai đó là Tài có người bạn của mình ở bên Bình Phước và cách nay cũng hơn 5 năm rồi. Thì anh ấy là đầu tư đất cát ở khu vực Chân Thành, Bình Phước các anh chị. Và thời điểm đó bạn đó có mời Tài cùng tham gia. Nhưng mà Tài nghĩ là cần phải làm soạn sức kinh doanh để mới tạo ra những cái của cải vật chất cho xã hội. Chứ còn cái việc là mua đất rồi bán, mua với một cái mảnh đất như vậy và cứ bán chuyển tay nhau hết người để đến người kia và theo hình thức có thể là đầu tư lướt sóng rồi ngắn hạn hoặc là dài hạn như vậy, thì Tài nghĩ là làm như vậy không tạo ra được những cái giá trị gì nhiều cho xã hội. Nhưng mà sao sau hơn 5 năm gặp lại thì bây giờ anh ấy trở thành một tỷ phú và cuộc sống rất là an nhàn. Và Tài rất là tò mò và hỏi thì tại sao bạn một cái thời gian rất là ngắn thôi, chỉ hơn 5 năm mình gặp lại, tại sao bạn trở nên giàu có đến như vậy? Thì bạn chia sẻ với mình rằng là cái thời gian mà rủ mình làm bất động sản là bạn đã nhìn ra được bất động sản thì nó có thể dành cho tất cả các ngành nghề từ nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nhà ở xã hội đều cần đến đất đai. Vậy nên bạn đã chọn lựa nó và đầu tư với nó từ rất là sớm. Và đó là cái kết quả của sự chọn lựa. Và có lẽ đây là một trong những cái câu chuyện mà các anh chị sẽ gặp rất là thường xuyên ở ngoài kia. Khi mà tình cờ mình gặp lại một cái người nào đó và họ trở nên giàu có, và chúng ta thường hay đặt cho họ những câu hỏi tại sao với cái thời gian không dài như vậy và họ cũng không phải là một người quá thông minh hay là một cái người có một năng lực gì đặc biệt, nhưng bây giờ họ sở hữu được một khối tài sản rất là lớn.
thì hầu hết là họ sẽ chia sẻ chúng ta, bởi vì họ đã để ý đến bất động sản từ rất là sớm, và đó chính là sự lựa chọn rất là tuyệt vời của họ, đúng không các chị? Và chúng ta đã đâu đó bỏ qua những cái cơ hội có được cái sự lựa chọn đúng như thế này. Và đây là một cái cơ hội tiếp theo dành chúng ta. Nắm bắt hay không là do sự lựa chọn của bạn. Và chúc cho tất cả các anh chị có được một sự lựa chọn đúng đắn.